Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ 6 ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận chuyển đổi số tạo động lực thúc đẩy cải cách hành chính. Đắk Lắk sẵn sàng để xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc. Ninh Thuận quyết liệt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Kon Tum xét xử lưu động vụ án vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Ninh Thuận có 303 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 11.810 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 3.896 doanh nghiệp. Công tác thu hút đầu tư các thành phần kinh tế cũng được tỉnh Ninh Thuận quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Trong 7 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 8 dự án với tổng vốn 7.010,25 tỷ đồng, chấp thuận chủ trương về địa điểm 7 dự án với tổng vốn đăng ký gần 6.680 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục tập trung triển khai kịp thời có hiệu quả các chính sách tài khóa tiền tệ của chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp duy trì khôi phục sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Song song với việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo rà soát các dự án chậm tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư, đồng thời kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật đối với các dự án mà nhà đầu tư thiếu năng lực, không quyết tâm, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng thuận lợi. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Xác định tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số, tỉnh Ninh Thuận đã triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành các ứng dụng dùng chung, tạo nền tảng để hình thành chính quyền điện tử, qua đó góp phần phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là lần đầu tiên ông Trần Minh Chi sử dụng tổng đài trả lời tự động dịch vụ công của tỉnh để được hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bằng cách gọi điện thoại qua đầu số 1900 8605, sử dụng từ khóa thủ tục cần tìm kiếm, các quy trình giấy tờ cần thiết đều được hướng dẫn đầy đủ. Cổng thông tin điện tử mà hỗ trợ cho người dân về công tác là thủ tục thì rất là đơn giản, rất là tiết kiệm thời gian đi lại, mà người dân là đa số người ta rất là nhiệt tình ủng hộ cái việc này, rất là có lợi cho người dân. Hệ thống tổng đài tự động giải đáp ý kiến phục vụ người dân trên cổng dịch vụ công qua đầu số 1900 8605 được tỉnh Ninh Thuận đưa vào hoạt động thí điểm từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Tổng đài ảo này được ứng dụng trí tuệ nhân tạo xử lý giọng nói, tự động nhận diện giọng nói, nội dung mà người dân hỏi, đồng thời tự động giải đáp những thắc mắc và hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công mà không cần người vận hành. Tổng đài tự động hỗ trợ trả lời gần 2.000 câu hỏi cho các thủ tục hành chính, từ cấp tỉnh đến cấp xã, và đáp ứng hơn 6.000 cuộc gọi mỗi ngày. Tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm, người dân không còn mất nhiều thời gian chờ đợi. Bởi từ khi ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thời gian tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp được thực hiện nhanh chóng hơn. Thay vì trong 30 phút chỉ tiếp nhận thủ tục của một doanh nghiệp, thì giờ có thể tiếp nhận 3 đến 5 thủ tục. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã cung cấp 240 thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, bộ phận một cửa đã tiếp nhận 8.469 hồ sơ, trong đó hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 98%. Trong thời gian tới, thì Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện chỉ đạo thực hiện số hóa thủ tục hành chính còn hiệu lực để phục vụ cho công tác tái sử dụng khi người dân thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến, đang triển khai cho các phường xã, ủy ban tập hướng dẫn cho người dân đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Để thúc đẩy chuyển đổi số trong cải cách hành chính, từ năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát An toàn, An ninh mạng và Điều hành đô thị thông minh.
Bên cạnh đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã hoàn thành nội dung tích hợp, đăng nhập một lần giữa Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Dịch vụ Công của tỉnh, đồng bộ 1.727 thủ tục hành chính có mã số trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hơn 1.310 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 100%. Nhờ đó, năm 2021, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh xếp vị trí thứ 35 trên 63 tỉnh, thành phố. Chỉ số CBAT xếp vị trí thứ 16 trên 63 tỉnh, thành phố. Xây dựng các cơ chế, chính sách để thúc đẩy cái quá trình chuyển đổi số của tỉnh, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số, rồi triển khai cái bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số, kiến trúc chính quyền điện tử 2.0 của tỉnh, rồi triển khai ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu như giao thông, năng lượng, điện, nước và quản lý đô thị. Rồi triển khai xây dựng các trung tâm dữ liệu dự phòng của tỉnh, xây dựng cái nền tảng dữ liệu dùng chung của tỉnh. Với mục tiêu nâng cao chỉ số cải cách hành chính, sắp tới đây tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng đồng bộ để hiện đại hóa nền hành chính, nâng cấp mở rộng đơn giản quy trình xử lý, giảm thao tác và hướng tới triển khai trên nền tảng di động để tạo điều kiện cho người sử dụng. Xây dựng các điểm truy cập Internet công cộng, hệ thống mạng Wi-Fi miễn phí tại các khu vực đông dân cư để người dân tiếp cận dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Để xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực hoàn thành các yêu cầu phía bạn đưa ra. Doanh nghiệp, người nông dân và chính quyền địa phương đã có những chuẩn bị để sẵn sàng tham gia vào thị trường xuất khẩu lớn này. Theo ông Đào Văn Minh, từ trước đến nay sầu riêng được thương lái thu mua, xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc nên giá cả bấp bênh. Khi có thông tin xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, ông rất mừng. Tuy nhiên, ông cũng xác định để đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu chính ngạch không phải đơn giản. Khi khuyến nông có về mời bà con đi tập huấn, mới đi vào hợp tác xã thì tôi thấy là một cái mà bà con cũng nên vào để mình có cái chi khốc. Chỉ xuất cái mã vùng, mã vạch để cho cái người tiêu dùng họ cũng yên tâm. Để giúp những hộ có diện tích nhỏ đủ điều kiện cấp mã vùng trồng, trạm khuyến nông huyện Cư Cun đã về các xã trồng nhiều sầu riêng tập huấn, hướng dẫn cho nông dân liên kết lại với nhau, thành lập hợp tác xã hay tổ hợp tác với diện tích đủ lớn để được cấp mã vùng trồng. Từ trước đến nay, chất lượng sầu riêng Việt Nam được khách hàng đánh giá cao. Khi xuất khẩu được chính ngạch, nông dân tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn thì sẽ mang lại lợi ích cao. Vụ hè thu năm 2022, toàn tỉnh Ninh Thuận gieo trồng hơn 30.303 ha, trong đó lúa 14.445 ha, cây màu 15.857 ha. Để sản xuất hiệu quả, hiện nay ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đang tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc các loại cây trồng đúng theo quy trình kỹ thuật. Để sản xuất cây trồng theo hướng an toàn thực phẩm bền vững, tăng năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập của nông dân, ngành chức năng các địa phương chú trọng hỗ trợ triển khai nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Theo đó, toàn tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện 31 cánh đồng lớn, với diện tích hơn 4.240 ha đã thực hiện trong vụ đông xuân, đồng thời chuyển đổi cây trồng với diện tích 530 ha. Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng khuyến cáo nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng. Đối với cây lúa, tiến hành bón phân đợt 2, riêng hoa màu cần thiết kế hệ thống tưới hợp lý, nhất là trên đất chuyển đổi trồng lúa sang trồng màu, chú trọng hệ thống tưới tiêu nội đồng, không để úng cục bộ. Tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ từ các nguồn phế phẩm chăn nuôi, giảm bớt phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, bệnh nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và bảo vệ cây trồng. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Dịp hè, giáo viên ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã tranh thủ dạy tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số. Năm học 2022-2023, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Sơn Bua có 35 học sinh dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1, 32 học sinh ở các khối lớp cấp tiểu học còn tăng cường tiếng Việt. Ngay từ đầu tháng 7, nhà trường đã lập danh sách, phối hợp với địa phương tuyên truyền vận động các em học sinh ra lớp, phân công những giáo viên có kinh nghiệm biết tiếng địa phương để giúp các em tiếp thu tiếng Việt nhanh hơn. Trong 5 tuần, các em được học nói những câu giao tiếp cơ bản, nhận diện được chữ cái, chữ số, biết cách cầm bút, ngồi học đúng tư thế. Giáo viên còn lồng ghép các hoạt động sinh hoạt tập thể, giáo dục kỹ năng sống, giúp các em làm quen với nền nếp học tập ở cấp tiểu học.
Tăng cường tiếng Việt cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số là công việc thường xuyên liên tục của ngành giáo dục các huyện miền núi, giúp các em nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt, có kỹ năng sử dụng tiếng Việt trong các hoạt động để việc học tập tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, để nâng tỷ lệ bao phủ vaccine cho người dân, thời gian qua, Ninh Thuận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân thuộc diện tiêm chủng, bảo đảm an toàn, góp phần hoàn thành công tác tiêm phòng vaccine COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, tốc độ tiêm phòng ở một số địa phương hiện nay còn chậm, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, đặc biệt là huyện Ninh Sơn và Bắc Ái. Tính đến ngày 24 tháng 7 năm 2022, tỷ lệ mũi 3 nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi của hai địa phương này chỉ đạt dưới 11%. Chính vì thế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản quyết liệt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Là công nhân thường xuyên làm việc ở những khu vực đông người, sau khi địa phương thông báo về việc triển khai tiêm thêm mũi 4, anh Lê Duy Lâm ở phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm tranh thủ thời gian đến trạm y tế để tiêm vaccine COVID-19. Sau khi tôi tiêm 3 mũi rồi, thì bữa hôm nay phường thông báo để tiêm tiếp tục tiêm mũi 4 để bảo vệ cơ sức khỏe. Khi tôi nghe về biến chủng mới bây giờ nên tôi cố gắng sắp xếp để tôi đi tiêm. Sau khi tiêm xong thì thấy thể trạng tốt hơn, cảm giác yên tâm hơn. Hàng ngày, trạm y tế phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm đều bố trí nhân viên y tế tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng, đặc biệt là trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và những người có nhiều bệnh nền. Theo ghi nhận của phóng viên, do chưa nắm rõ thông tin việc triển khai tiêm mũi 4 vaccine COVID-19 nên người dân đến trạm y tế tiêm phòng COVID-19 còn ít. Mỗi ngày chỉ từ 20 đến 30 người đến tiêm. Với biến chủng mới bây giờ, thì tình hình dịch bệnh rất có thể xảy ra, cho nên là cho mong muốn là bà con trên địa bàn phường nói chung và người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nói riêng là mình hãy đi tham gia tiêm chủng đầy đủ để tiêm ngừa, để phòng ngừa dịch bệnh. Để đảm bảo an toàn thích ứng linh hoạt trong mọi diễn biến dịch mới, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, ngay trong sáng nay, 100% cán bộ chiến sĩ của Đại đội Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành xong tiêm mũi 4 vaccine COVID-19. Việc tiêm đủ 4 mũi vaccine COVID-19 không chỉ giúp mọi người phòng bệnh hiệu quả, mà đây còn là giải pháp để Ninh Thuận tạo miễn dịch cộng đồng. Tiêm mũi 4 rất là quan trọng, thì nó sẽ tăng sức đề kháng cho bảo vệ cho mình và đồng thời bảo vệ cho cả cộng đồng. Thì những người lớn tuổi, những người bệnh nền thì phải nói là nếu mà được tiêm mũi 4 thì thật là tốt. Toàn tỉnh Ninh Thuận có 82.900 người thuộc đối tượng được ưu tiên tiêm mũi 4 vaccine COVID-19. Tuy nhiên đến nay tỷ lệ người dân từ 50 tuổi trở lên đã tiêm mũi 4 chỉ đạt hơn 13%, tức khoảng 49.800 người. Riêng huyện Ninh Phước, Thuận Bắc và huyện Thuận Nam, tỷ lệ người dân đã tiêm mũi 4 vaccine COVID-19 chỉ đạt dưới 10%. Từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã ghi nhận trên 120.000 người mắc sốt xuất huyết với 40 ca tử vong. Số ca mắc đã tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, dịch sốt xuất huyết tập trung ở các tỉnh miền Nam với số ca mắc chiếm tới 82% của cả nước. Do điều kiện thời tiết thuận lợi cho mũi truyền bệnh phát triển, số ca mắc vẫn tiếp tục tăng nhanh. Cùng với đó, số ca phải nhập viện và số ca nặng cũng tăng lên. Bộ Y tế khuyến cáo người bệnh khi thấy các triệu chứng như không ăn uống được, nôn nhiều, đau bụng nhiều hay thấy khó chịu hơn mặc dù đã giảm hoặc hết sốt, cần tới ngay bệnh viện. Người bệnh không nên tự ý uống thuốc aspirin hay các thuốc chống viêm không steroid khác. Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Hiện Ninh Thuận đang bước vào mùa mưa. Đây cũng là thời điểm mà dịch sốt xuất huyết bắt đầu bùng phát. Hiện nay, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để khống chế dịch sốt xuất huyết, tránh nguy cơ bùng phát thành các ổ dịch lớn, gây nguy hiểm đến sức khỏe người dân. Từ đầu năm đến nay, Ninh Thuận ghi nhận gần 1.000 trường hợp dương tính với virus dengue gây bệnh sốt xuất huyết. Trong đó, điều trị ngoại trú gần 530 trường hợp, nội trú gần 450 trường hợp. Theo đánh giá của ngành y tế tỉnh Ninh Thuận, số ca mắc sốt xuất huyết đang có dấu hiệu tăng cao trong thời gian gần đây. Địa phương mà chúng tôi ghi nhận được thì đa số là cái thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tại cái tỷ lệ dân cư nó đông. Thứ hai là ở Ninh Phước.
Thời điểm này, nhiều tỉnh thành trên toàn quốc đã ghi nhận những ca sốt xuất huyết chuyển nặng, thậm chí là tử vong. Một điều đáng ngại là nhiều phụ huynh nhầm lẫn triệu chứng sốt xuất huyết với các bệnh lý khác nên điều trị sai cách để lại nhiều hậu quả khó lường. Nhập viện bữa chủ nhật bữa nay cháu nó cũng ổn. Bệnh này nghe nó bị dịch hay sao, về thì vẫn ăn uống ngủ nghỉ, nằm cũng nằm mùng rồi mà nó bị gì mình cũng không biết. Ninh Thuận đang bước vào mùa mưa, để hạn chế nguy cơ bệnh sốt xuất huyết bùng phát thành các ổ dịch lớn, ngành y tế đang tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể, chính quyền các xã phường thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, đồng thời đến từng hộ gia đình nhắc nhở người dân giữ vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy. Bây giờ trong mùa mưa này mưa rất là nhiều, sợ mũi đồ bây giờ sốt xuất huyết nhiều lắm, làm vệ sinh sạch sẽ. Gia đình là phải lại giữ cho môi trường thông thoáng. Cả ban ngày cũng như là ban đêm ngủ thì tất cả phải được nghỉ ngủ mùng cho nó an toàn. Quan tâm đến cái chế độ ăn uống và dinh dưỡng của cái từng lứa tuổi thì phải chú ý đến cái thực phẩm hàng ngày ăn đó cho đủ chất. Mùa mưa là thời điểm bắt đầu gia tăng bệnh sốt xuất huyết. Bệnh lây lan nhanh và các triệu chứng khi mắc không rõ ràng. Ở thể bệnh nhẹ, triệu chứng thường là sốt cao đột ngột, đau đầu, đau hốc mắt. Ở thể nặng, người bệnh có thể kèm theo các dấu hiệu xuất huyết như chấm đỏ ngoài da, chảy máu chân răng, nôn ra máu, đi cầu phân đen, chân tay lạnh, người vật vã. Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có thể tử vong. Để phòng bệnh, người dân cần nâng cao ý thức tự giác, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế như tích cực diệt lăng quăng, mũi, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, vệ sinh nhà cửa và xung quanh nơi ở sạch sẽ và phải ngủ mùng kể cả 3 ngày. Có như vậy, dịch bệnh sốt xuất huyết mới có thể khống chế, không bùng phát thành dịch trong cộng đồng. Tòa án Nhân dân huyện Iatrai, tỉnh Kon Tum đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản đối với bị cáo Nguyễn Văn Nam, trú tại thôn 2 xã Iato, huyện Iatrai, tỉnh Gia Lai. Theo cáo trạng, vào khoảng đầu tháng 10 năm 2009, Nguyễn Văn Nam, tên gọi khác là Nguyễn Phương Nam hay Úc Ô, đã dùng cưa máy khai thác trái phép hai cây dầu nước thuộc gỗ nhóm 5 có khối lượng gần 10,5 mét khối tại tiểu khu 755 là rừng sản xuất do Ủy ban Nhân dân xã Mơ Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum trực tiếp quản lý. Hiện thuộc quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban Nhân dân xã Ia Tơi, huyện Ia Drai, tỉnh Kon Tum. Sau đó, Nam gặp Ngô Thành, sinh năm 1972, trú tại thôn 3, xã Giang Rẽ, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, và thuê Thanh đi khai thác gỗ, trả công từ 70 đến 80 ngàn đồng một ngày, tùy khối lượng gỗ khai thác được, và Thanh đồng ý. Ngày 25 tháng 10 năm 2009, Nam cùng Thanh mang theo cưa, rựa, xăng dầu và lương thực thực phẩm đến khu vực tiểu khu 755 tiếp tục khai thác được 11 cây rừng và kết thành 11 lóng gỗ tròn có tổng khối lượng hơn 30 mét khối. Ngày 11 tháng 11 năm 2009, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Kon Tum kiểm tra phát hiện và lập biên bản sự việc. Tuy nhiên, ngay sau đó, Nguyễn Văn Nam đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và đến ngày 24 tháng 12 năm 2021, bị công an tỉnh Kon Tum bắt, bàn giao về địa phương xử lý. Kết luận giám định giá trị tài sản tại thời điểm tháng 10 năm 2009, 13 lóng gỗ tròn, tổng khối lượng hơn 40,5 mét khối, gồm gỗ bằng lăng và gỗ dầu nước, do đối tượng Nam và Thanh khai thác trái phép, có tổng giá trị hơn 23 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tòa án Nhân dân huyện Ia Drai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam 5 năm 6 tháng tù giam. Bản tin 18 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết.